Và liên tục chương trình chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn tại Bosnia và Herzegovina đã gây ngập lụt và lở đất ở nhiều địa phương của nước này, khiến cho ít nhất là 16 người thiệt mạng. Hoạt động vận tải đường bộ và đường sắt bị gián đoạn tại nhiều nơi. Theo giới chức nước này, thành phố Zablanica, cách thủ đô Sarajevo 70 km về phía tây nam, là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất khi bị cô lập hoàn toàn do lở đất. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy bùn đất vùi lấp nhiều ngôi nhà, chỉ còn thấy nóc. Tôi đến đây để chăm sóc em gái tôi. Em tôi không được khỏe. Chúng tôi đi ngủ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn và chúng tôi không biết đó là gì cho tới khi hàng xóm đến gọi. Chúng tôi đã chạy tới nhà anh trai tôi. Anh ấy đã chết. Chị dâu, con dâu và con trai của anh ấy vẫn đang hôn mê. Chẳng còn ai cả. Cơ quan chức năng Bosnia và Herzegovina cho biết một số người bị thương đã được trực thăng cứu hộ đưa tới cơ sở y tế, trong khi quân đội, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát đang tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Cơ quan phòng vệ dân sự liên bang Bosnia và Herzegovina cảnh báo nhiều địa phương đối mặt với nguy cơ lũ lụt và lở đất.